Ủa bầu đâu nãy giờ không thấy vậy? Lúc cùng cùng lúc cùng lúc cùng lúc cùng lúc cha mẹ lo lắng buồn lúc lúc chẳng đặt ăn. Nay còn giỏi không ăn, còn hiểu biết rồi ba. Ba đừng khó khơ khi vậy mà ba. Thôi đi em khó lắm ba. Thôi lại đây đi khó khi ba. Không cần ba lắm ba ơi, chiếc áo này cũ rồi, không có mấy ngày nữa là sang năm mới, mà con chưa có quần áo, mà bay ba mới. Ôi đường kim mới chỉ còn đây, mồ hôi tay của ba thôn gạo. Mẹ ơi,
mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mời mẹ ngồi xuống đây. Con xin được quỳ dưới chân của mẹ để mong một lần được người tha thứ. Chỉ lúc nhỏ ham chơi không bỏ học lời ăn. Mẹ, mẹ ơi, hãy cho con ôm lại cái đôi chân ngà ngọc, cái đôi chân dài đầu để lầm lối khổ bay. Trời ơi, cha mẹ của tôi vì nghèo túng nên chẳng quan đêm ngày. Mẹ ơi, mẹ vì các con mà gian dài mưa đông, con khóc thương bi lì, con quỳ xuống đây mẹ thứ tha. Con đi xa nhà, bỏ cha mẹ già, ngày đêm thương nhớ đợi trông. Thương con đứng ruột nhà giờ con xa phải không? Mẹ em yêu, con trở về rồi, công ngon hiếu hạnh trọn đời con đây phải dừng. Cha ơi, cha có nhìn thấy không, mẹ của con luôn nơi đôi dành lê thang từ đây chia biệt. Cha ơi, còn đâu biết đây, con cười con vui đâu sẵn lấy tiếng tiếc biệt ngàn của người đi kêu lần nhập gió màu trắng ngang ba mình bắt cô nốt lè buồn thương đây đứt trong tim. Chị em con còn nhớ
cái thời cha đi Bình Dương cho làm ăn ở trận. Cha ơi, sao không tìm cha đi thì lại con. Trời ơi, con đâu có ngờ ngày con tìm cha đi lần đó. Con nào có ngờ lần tìm cha đi lần đó rồi lại không thấy ba quay về. Mẹ, mẹ ơi, mẹ của tôi nước mắt đầm đìa. Mẹ ơi, mẹ hãy ngồi xuống đây với con để một lần con được chia sẻ. Nay đang ngọt bùi ơi nước mắt mẹ tuôn rơi. Chúa quan tài con hơi ngất ngây. Ba ơi, ba có nhìn thấy con nước mắt mẹ con tuôn rơi. Để tìm một người đi và đi mãi mãi. Một lần này không trở lại quê xưa. Mẹ, con biết nhà mình túng thiếu, cho nên ba với mẹ phải cực khổ. Ba mới đi làm ăn không có tiền, cho nên ba mới về nhà. Thôi đành phải chịu. Hãy để con mình đưa nước nhanh cho ba nghe mẹ. Con biết, con biết mẹ. Để con lo hậu sự ma chay cho ba đàng hoàng. Mẹ cứ an tâm. Cô bác ơi, đây nè, ba con mẹ do chính tay ba con cứu bảo làm ra. Nuôi con nên được như vậy. Biết bao nhiêu là khổ cực. Ba ơi, hai tay con bưng bát cơm lành mà nhớ ngày ba cực khổ. Dậy nắng dập xuống mưa gió tàu tầng lặng lối nhiều đường xa. Dù bão tố phong ba, ba cũng làm sao để kịp được cho con từng phân quần tập bao. Hai tay bưng bát cơm lành giải ơn trời Phật ba về chứng minh. Còn đâu có dùng thâm tình, còn cây cổ thụ ba còn nữa oh.
con mất cha rồi, trời con côi cút ơi cha ơi, con cuối xin ơn Phật trời ban phúc đức, dẫn dắt dẫn linh cha của con là nguyện dẫn coi sớm tiêu diêu chôn cõi đông bồng. Cha ơi quân dành khăn mang mà con đau nhói trong lòng, nhớ lại công tái tạo của mẹ cha sắp thành dương dung. Trời ơi ơn nghĩa của ai người con sinh mở miền non, rồi bây giờ ba ơi ba, ba bỏ các con đời con trẻ, còn ai để con nương tựa, có còn ai đâu đứng chờ bên khung cửa, còn ai đâu dạy dỗ các con. Anh đi cái tờ nhỏ thì sao sao mà chị nội rồi chú dập chị đâu á chứ nhận ơi. Cha ba tôi đại cho tôi, ba ơi ba đừng bỏ con, tội nghiệp con mà ba. Rồi đây dạy dỗ anh chị em con, rồi đây xin chớ không cần, không có bàn tay của ba còn còn ai để che chở. Ba ba, ba ơi đừng nỡ nghẹn ngào con gọi ba ơi. Một lần với con thôi, kể từ đây mình chia ly dính đẹp, kể từ đây mình hết gần nhau rồi. Chân giấy của huyện thất tổ hồn đổ dốc lực, cha của con sống thiêu thân nơi miền cực lạc, chấp tay giang giấy mà lòng con tan nát. Chỉ biết kể từ bây giờ còn phải chịu xa nhau. Đã tới giờ sống tổ luôn, ta không thể nào ở lại đây nữa. Nghĩa là sao? Mỗi tay mỗi tay. Không, cho đất lợi thắng tài dành cho gia chủ nhà họ Nguyễn. Con cháu anh được hưởng phúc lộc ông bà. Tại sao Nguyễn Thị Kim Liên phải lánh mặt xa nhà? Trời ơi, không, ba ơi, ba, đừng như vậy mà, sư ba ơi, đừng xua đuổi con khỏi nghiệp. Con vợ lại đây để đưa tiền cho con đến đây ăn tắm cho đàng hoàng. Không lắm. Đừng. Đây là chú nói bảo gì? Dũng chạy. Không. Bảo gì? Không. Không anh đi đâu rồi, ở ngoài rồi. Con cái này đâu rồi, cái lỡ quay ngồi mỗi tay quá trời. Con xin chân con, sư ba ơi hãy dập lại giây phút. Nói rồi con sẽ ra đi.